Hôm nay đi Walmart mua quần áo thêm cho Aiden, tại vì mấy cái đồ cũ nó nhỏ hết rồi. Thì mình thấy đó, bây giờ nó đang bắt đầu ra những cái đồ mùa đông, mấy cái áo ấm để mặc ngủ. Mà bây giờ Aiden thì nó đang cần rất là nhiều mấy cái đồ này, trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi. Đây. $5 một cái. Áo dài tay ở bên trong á, nó làm bằng cái chất fleece, nó giữ ấm rất là tốt, rất là ấm luôn. Cái cổ thì mình thấy nó hơi bị rộng chút xíu nhưng mà cũng ok, không sao. Đây là nó có thêm một cái áo khoác nữa. Mình mua mỗi mỗi cái một màu, mua size 5 tuổi luôn. Ấy, xuất cái giá ra. Đi cái giá. Cái này là mình mua size 5 tuổi, mua trừ hao, để nhiều khi Aiden á, nó ngủ á, nó với lại nhiều khi mình giặt đồ á nó bị rút lên thì mua như vậy là nó vừa. Mình thích cái màu này lắm luôn á. Mình có một cái áo màu này nhưng mà bỏ rồi, tại vì nó bị rách. Mặc cũng gần 10 năm rồi bị rách, bây giờ mình cũng đang kiếm cho mình một cái giống vậy, nhưng mà hồi nãy đi thì nó hết cái size của mình rồi. Được 3 cái áo, lát nữa mình đem đi giặt luôn. Được 3 cái áo rồi. Cái này là quần. Quần nè, quần mình mua 4 tuổi tại Eden nó lùng, không có mua 5 năm tuổi thì dài dữ lắm mà không được. Này quần 4 tuổi này nó may cái thùng cũng ok, mềm mại mà nó cũng không có dày lắm. Tính ra bây giờ Aiden nó chỉ có một cái quần cỡ như vậy thôi là mặc vừa, còn lại mấy cái quần kia là 18 tháng, 2 tuổi, 1 tuổi gì đó, rất là nhỏ, nó mặc cũng được nhưng mà kiểu như là nó bị giật lên khỏi cái mắt cá quá, ngủ nó bị lạnh chân, thành ra mình mua lại cho nó hết một bộ luôn. Cái này thì nó đi chung lại với cái áo này. Thành nguyên một set. Nguyên một set luôn. Nào, mình mua thêm mấy cái quần lẻ lẻ về nữa. Cái quần hồi nãy nó có cái hình ở đây đó, cái quần này nè, thì nó còn có một cái 4 tuổi duy nhất. 5 tuổi thì mình nó bán nhiều 5 tuổi nhưng mà Eden mà không có vừa bự lắm. Đây mình mua hai cái nữa. Đó. Còn cái này thì hôm nay mình mua 5 tuổi. Cái quần này mình mua 5 tuổi, trời ơi bự quá. Dài dữ lắm luôn, 5 tuổi nó dài, thiệt là dài. Aiden mà nó kéo lên là kéo lên tới nách luôn. Đó là mấy cái này là mấy cái quần áo mà thuộc dạng vải fleece, vải mà giữ ấm được á, lông giữ ấm. Rồi mình mua thêm cho nó mấy cái áo dài tay, vải cô tông thường, mặc cho nó thoải mái. Cũng mua 5 tuổi luôn. Nó xanh cái này nó là nó không có gì. Cái này nó làm ở Mỹ ha. Cái này không biết là cô Tâm. Ồ, cái này nó chỉ có 60% cô tông, 40% polyester. Cũng không sao mà cũng được. Cái này nó cũng vậy luôn. Này nó cũng vậy luôn. Còn cái này để nãy mình coi coi. Cái này cũng làm ở Mỹ. À cũng vậy, chất liệu cũng vậy luôn, 60% cơ.
Chất liệu cũng vậy luôn, 60% cotton, 40% polyester. Đó, mình mua cho nó thêm cái này. Đó. Cái này Christmas mặc đẹp lắm. Màu đỏ, màu trắng với màu đỏ. Cái này sao đây? Ồ, oh, cái này 100% cotton luôn nè. Cái này giải tốt quá, 100% cotton. Mặc rất là thoáng. Còn một cái quần ấm để mặc ngủ. Rồi còn mấy cái quần này đó là cũng giải giải nhẹ, giải cotton thoáng thường thôi. Giống như hai cái áo hồi nãy. Hồi nãy á, mình thấy nó có hai loại, một cái loại nó có cái chữ này thì cái lưng của nó nhỏ, còn có mấy cái loại kia đó cái vải cũng y chang vậy luôn, không có chữ á, cái lưng nó rộng như vậy nè. À, quần cho 4 tuổi mà cái lưng nó rộng chắc cũng 7-8 tuổi mới mặc được. Nên ra mình mới chọn cái loại này, lựa dữ lắm luôn mới được cái size 4 tuổi. Tại vì á, mình vô thấy người ta xốc lên, người ta trộn tùm lum hết trơn hà, thành ra kiếm cũng hơi khó. Một cái này ha, mình mua mỗi cái một màu. Cái này thì mình mua hai màu, tại trừ hao nhiều khi á, có khi mình đi kiếm không có ra. Bởi tranh thủ lúc nào mà thấy có là chợp liền, chứ không thôi để nữa đó, người ta mua hết cái size mình cần. À, với lại cái giá này mình thấy cũng được, thành ra thôi mua luôn cho nó nhiều nhiều trừ hao. Mua cái màu xanh xanh riêu này. Rồi một cái này nữa. Tổng cộng hết mấy cái này luôn đó là cũng mấy chục đồng, 50-60 đồng gì đấy. Rồi mình có mua thêm một cái áo khoác này cho Eden nữa, bên trong là lông. Có vậy chứ nó cũng nhẹ nhàng lắm, không có nặng gì hết. Màu màu xanh rêu. Nó có màu màu sọc đỏ, trắng, xanh dương, nhưng mà thấy nó hơi bị màu mè rườm rà quá, thành ra mình chọn cái loại này nhìn con nó nhã hơn chút. Cái này mua ở hàng mấy đứa con nít lớn á. Mình rất thích mấy cái áo dạng này, tại vì cái tay của nó ở bên trong nó cũng làm bằng cái chất liệu giữ ấm luôn. Nhiều khi trời lạnh đó, mình xỏ cái tay vô mà mặc mấy cái dạng giống như là ni lông thấm nước đó, thì nó rất là lạnh. Thành ra cái này mua rất là ưng ý, lát nữa giặt luôn. Rồi còn một cái nữa, cái này là cái áo có thể đi tuyết được. Cái này cái hút của nó ở trong nó có cái lông. Áo này thì thấy nó phùng phình hơn cái kia. Bên trong nó cũng là cái chất giữ ấm. Nhưng mà cái tay á, thì nó lại bằng cái ni lông như vậy, thành ra nhiều khi thọt cái tay vô á, nó hơi bị lạnh. Mà tại vì mình quyết định mua cái này để nhiều khi nó đi chơi, nó đi tuyết này nọ đó thì có để mặc. Mấy cái kia nó cũng còn nhưng mà nó nhỏ lắm. Thì tất cả những cái đồ này á, giặt máy được hết. Tổng cộng hết những cái món đồ mà mình mua cho Eden hồi nãy đó là hơn 100 đồng. Thì cũng có một cái kỷ niệm vui hồi nãy đó là đi mua cái áo lạnh màu xanh rêu đó. Cái nó không có cái thác, chứ mình phải lấy cái áo giống như vậy mà nó có cái thác ra. Rồi cũng cầm theo cái áo đó để nói với mấy cái người ở ngoài đó là gắn thác vô nha, không thôi nhiều khi có người đi vô người ta thấy không có thác người ta lấy luôn mất áo cũng không hay. Cái chú đó thấy cảm ơn nhiều nha, cái cảm ơn quá chừng luôn. Nói là vậy là để lát nữa sẽ nói manager bớt cho mình 10%, tại vì cái áo của mình nó không có thác. Cái nói thôi để lấy cái áo có thác cũng được, khỏi mất công phải scan qua này nọ, mất công cái chứ nó không sao đâu, lấy cái áo không có thác đi. Rồi
chú đó nói manager giảm 10% cho. Cái nói ok gì cũng được. Thành ra mua cái áo đó 15 đồng mà được giảm 10% đó, thành ra cũng đỡ lắm. Nên năm năm mới gần gần cuối năm rồi thì Eden nó cũng lớn nên cũng phải mua một chút đồ cho nó mặc. Tại bây giờ nó cũng mặc mấy cái đồ mà nhỏ với cũ nhiều quá, thành ra giờ mình sẽ đem có thể là lựa lại, soạn lại rồi đem đồ này hoặc là để dành cho cái đứa nhỏ hơn nữa cũng không biết được. Ok, vậy là đã xong cái video lần này. Hẹn mọi người ở những cái video lần sau nha. Chúc mọi người một ngày thật là an lành và vui vẻ. Bye bye.